đón cô dâu vào nhà trai. Thì trong ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2000, bên đại diện của bên họ nhà trai đang mang những lễ vật đến để trao lại cho họ nhà gái, và mời kính mời họ nhà gái cùng đi với chúng tôi vào nhà của bên họ nhà trai để chúng ta làm nghi lễ hôm nay cho cô dâu và chú rể, vì hai bên chung một gia đình, thành thử là vì nên không thể từ bên họ nhà gái đón về họ nhà trai được, nên chúng tôi trực tiếp mời quý vị thông cảm để chúng ta đón tiếp ngay tại đây. Bây giờ con giờ đi đến, xin mời đến giao cho không, bên họ nhà trai cứ đứng đây. Bây giờ con đứng đây đi, mời mai. Đứng. Rồi bây giờ đến phần trao quả và cho họ nhà gái, xin mời họ nhà gái nhận quả, xin trao quả. Từ từ đã. Can you hold standard? Hand by hand, yeah. Yeah, em. Cô dâu ơi. Okay. Con xin cái sát. Dạ. Rồi nha, người tươi nha. Rồi bây giờ xin rồi xong chưa? Dạ xong. Ta xin mời chú rể đến. Rồi bây giờ con dắt con đi dắt cô ấy đi nha, cho đưa cái lễ vật này. Em bật bầy bọt em giờ qua đây gót rồi, giờ qua đây tiên, giờ qua đây cái nha, cho xin anh Hiền đứng lên. Rồi bây giờ xin mời anh Hiền đứng lên. Rồi cho mấy phút nha. Rồi xin mời lễ vật đi trước, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bước vào nhà. Xin mời lễ vật đi trước, bây giờ con heo đi trước, con heo với sáng hôm nay.
quê hương xinh xinh quê hương yêu tình, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son này áo màu vàng. Anh An ơi, không có hình rồi. Rồi, được rồi. Những lễ vật của nhà trai đã trao cho đem đến đây để đám nhân của nhà gái và đem đến đây, thì chúng tôi có thay mặt cho bên họ nhà trai có lời chào mừng họ nhà gái cũng đã đến đây hôm nay. Thì thưa ông Lê Công Ẩn và bà Hoàng Thị Ngọc Ánh cũng công an và bà Hồ Thị Ngọc Ánh cũng như bà cụ nội của cháu An, bà nội của cháu An, đưa vào thân sinh của chàng đại diện cho họ nhà gái đang hiện diện ở nơi đây. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể bạn bè xa gần thân thiết của hai cháu Lê Phương Tín và Trương Hồ Thúy An, tôi xin được đại diện cho họ nhà trai chúc mừng sức khỏe của ông bà, anh chị em, gia đình, họ nhà gái cùng bạn bè quan khách gần xa đang có mặt của hai họ Lê Trương một sức khỏe dồi dào, và chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu Michael Lê Phương Tín và Teresa Trương Hồ Thúy An. Tôi xin được phép giới thiệu thành phần họ nhà trai hôm nay. Thứ nhất là bà ngoại của cháu Tín. Đây là bà ngoại của cháu Tín. Và đây Lê Hùng Tâm và bà Lê Thị Mỹ Phương là thân phụ và thân mẫu của cháu Tín. Và em của chú rể là rất tinh nghe. Và có ông bà Tín đó còn nhà trước thêm tân sinh nữa, thì có ông bà nội mà người đỡ đầu cho gia đình. Thưa quý vị, sau nhiều tháng năm quen biết của cháu Tín và cháu An đã tìm hiểu và mong muốn được tiến đến hôn nhân để được gắn bó bên nhau trọn đời. Cũng thể theo nguyện vọng đó của hai thôn và thành lập một gia đình mới. Hôm nay nhà trai chúng tôi đã nhận lễ vật của họ trở nên vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh theo nghi lễ của Công giáo tại nhà thờ Saint Michael, để hai cháu sẽ trở nên vợ chồng chung sống với nhau, yêu thương hạnh phúc và bên nhau suốt cuộc đời. Đã, chúng tôi. Và bây giờ là phần của họ nhà gái phát biểu, và chúng tôi xin được mời.
mở khóa. Cái thứ nhất là rất là cảm ơn nhà trai đã cho chúng tôi một cơ hội rất là may mắn để tới đây để học nhà trai, và cảm ơn nhà trai rất là nhiều để làm tất cả những cái việc rất là ưu đãi. Anh được không có gì hơn. Tôi xin đại diện cho nhà gái rất là cảm ơn tất cả những cái sự nồng ấm welcome cho nhà gái tới đây, rồi cảm ơn những cái việc rất là chu đáo, và rất là cảm ơn mọi người đã thực sự là rất là nồng ấm để có mặt hôm nay, và rất là hạnh phúc. Tôi xin giới thiệu một vài người trong trước tiên là gia đình nhà gái thì có ba mẹ của cháu An thì đang ở trên kia là người giữa là bà nội, rồi có hai ba đứa nhỏ là em của An là family, có thêm một ba một cái gia đình nữa là cha của chị, nhưng mà vì cái cách ly rồi không có đánh vào đây được. Rồi trong ở đây thì có một vài anh chị em là đây là của em, rồi đây là Bất Vân là em của Ân, rồi đây là Thủy cộng em của Vân, rồi đây là cháu Lương là con của chị đâu của đây là Tức là em của anh, là ngồi đây cái người bên kia thì chồng của Vân, cũng là từ trên kia xuống là cái đàn của nhà trai, rồi bảo là cũng nhà em của cái nhà là ở Atlanta Georgia, rồi đây là chị ta Pam family của nhà gái. Rồi anh em bắt nếm mở, bắt đầu mở đi từ từ. Dạ, bây giờ đang là phần mở quả thì chúng tôi nhận thấy, xin mở quả luôn đây, xin mở nắp ra. Và chúng tôi nhận thấy là đang trên bàn hoa quả thì gồm có con heo, rồi rượu trà, bánh và trái cây, và con heo đây, xin mở con heo luôn. Mẹ ơi xin con gái như con. Đầu gà má đó, mẹ ngồi mẹ ăn. Đây là con heo mà họ ở nhà trai đã trao cho họ ở nhà gái, và để đón dâu vào nhà và sẽ trở thành con dâu của họ nhà Lê. Và kế tiếp là chúng tôi thấy có rượu trà, và ý nghĩa của rượu trà là thức ăn thức uống của con người, và bánh cũng là thức ăn của con người và mang lại cho đời sống lương thực hàng ngày của chúng ta, thì đây cũng là công lao do con người làm ra, và đây cũng là ý nghĩa là đem đến họ nhà gái để rước dâu về và để cho hai cháu lên nghĩa vợ chồng và cùng lao động với nhau để trở thành một gia đình mới. Và chúng tôi thấy có khay chầu cau ở phía bên bên trong kia, thì chầu cau là ý nghĩa rất quan trọng trong lễ cưới, cũng như đại diện cho ý nghĩa của vợ chồng. Vì khi mà miếng người ta Việt Nam thường nói miếng chầu là đầu câu chuyện, thì đây là nhờ chầu cau thì các cháu đã lên nghĩa vợ chồng qua những chuyện trò tìm hiểu nhau, và giờ đây
đã đến nghĩa vợ chồng thì cũng nhờ qua ý nghĩa của trong cầu này và thịnh vượng, cũng như lúc gian nan bệnh tật, cũng như lúc mạnh khỏe, thì hai cháu sẽ chọn đời yêu thương và chung thủy với nhau. Thì chúng tôi cũng xin được có ý nghĩa của nhẫn của mẹ của cô dâu, chú rể sẽ trao cho cô dâu. Xin trong cái phần phát biểu của họ, của bố mẹ cho con cái. Bây giờ xin mời hai cháu lên bàn thờ tổ tiên để cùng thắp nến. Xin mời cùng là xin tổ tiên nhận. Đây là con dâu của nhà họ Lê đã về. Và xin được rót ly rượu ở trên dâng lên cho tổ tiên. Rót rượu đây, bỏ ra. Mở rượu ra rót. Cầm một ly rượu, mỗi con cầm một ly rượu. Rồi con đứng là quay lại bàn thờ tổ tiên trước, cầu nguyện với tổ tiên và cũng như là để dâng ly rượu lên cho tổ tiên. Đây là ly rượu mà chúng con dâng lên đời sống của chúng con lên tổ tiên, và sau đó các con trao lại cho bố mẹ hai bên. Xin mời bố mẹ mỗi bên nhận một ly rượu. Rồi con quay lại, con chào cho bố mẹ, đại diện bố mẹ là xin chưa có uống ạ, chưa bé ra cốc cũng đi. Xin mời ra anh, xin mời hai bên. Dạ, bây giờ đây là ly rượu mà trở nên nghĩa thông gia của hai họ Trương và Lê, thì chúng ta chúc mừng hai họ Trương Lê kết nghĩa thông gia. Xin mời chúng ta vỗ tay chúc mừng. Và kế tiếp đây cũng là ly rượu mà của cô dâu và chú rể đã rót ra để trao cho bố mẹ hai bên, thì cũng chúc mừng cô dâu chú rể được 100 năm hạnh phúc trọn đời. Xin vỗ tràng vỗ tay. Rồi, xin mời
bên Việt Nam chúng ta có ý nghĩa gì đấy? Mong sao mọi việc vuông tròn, làm dấu hiệu thảo, dùng sắc son. Tỷ Lê nay gặp An Trương, mong con
bên họ nhà gái ạ. Và kế tiếp bây giờ là mẹ, bố mẹ của chú rể sẽ ra có ít lời để khuyên con cũng như cho trao quà cho con. Em thì cũng đại diện là bên đàn trai là cũng như là cha của chú rể. Thì trong gia đình em thì hôm nay cũng không có biết gì hơn tiên. Thì gả con, cứ cưới vợ cho con, cưới vợ cho con nên nhiều khi em cũng xin lỗi là không có gì, nhiều cái cũng sơ suất. Thì em cũng không có biết gì, thì cũng cầu mong chúc cho hai con cũng hạnh phúc trọn đời và trăm năm hạnh phúc. Thôi em mong biết gì. Thì đó, nói luôn bây giờ đi. Mẹ đưa trao cho con. Mẹ trao nhẫn là lì xì cho con. Không sao, cho hết cũng được. Mẹ làm ơn quay qua đây cho. Rồi tí dân cho bố mẹ hai bên, xin bố mẹ cầm luôn nha, để tính an dòm lên đây, dòm lên đây cho chú một cái. Chiếc nhẫn là tượng trưng cho sự nhẫn nhịn với nhau trong yêu thương chung thủy và hy sinh trọn đời cho nhau, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Và cô dâu đang trao lại cho chú rể. Thì cũng như nói là anh hãy nhận cái chứng này là bằng chứng tình yêu của em đối với anh. Mới lớn lên quá rồi. Rồi bây giờ hai con dâng rượu cho hai bố mẹ, hai bên đại diện, hai dâng rượu cho đưa cho đại diện bố. Từ đó nha, rồi quên chứ. Đợi mẹ xuống luôn. Rồi xin còn mẹ của cô dâu hay là bà có gì dạ? Hết chậm đi. Dòm đây cái chị bà cô chị về.